chị hỏi cái là bỏ cái nó đi bỏ hồ. Bán thịt 10.000 nha anh. Thank you.
có luôn phải ăn gì đi mua không không biết ăn gì đâu. Không biết ăn gì thì mình nói mình có tay đấy, mày hò thôi. Mày không biết ăn cái gì vậy thì tao chỉ bó tay thôi. Quay mất mấy chục, nó đang 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 nó tiền mặt luôn. Cái gì chị? Cái gì đó? Nhiều. Cái gì đấy? Bỏ hành ra. Vào cái bọn nó đi làm bên tài chính đây. Hai bữa làm cái gì lâu bởi. Ý là suốt là hai bữa. Nếu mà không thì mình phải đóng cửa. Đó, mình khấn thì mình lại ngủ liền trong vòng 2 phút lấy luôn tí vào. Đấy.
15 lá hay 10 lá thôi. Mỗi bữa giờ mà ba trăm rưỡi tiền xe về cho tài khoản mẹ thì mẹ trả thứ mẹ em gọi 500 đó, nhưng mà bị thiếu nước chuyển tiền cuối cùng vào gửi 350 tiền xe về mất một người mình nhá. Đang chỉ có mỗi cái tình giác với những cái thầy này này. Ngu đời ngu mức độ vậy. Bao giờ đang cái gì hay thích gì thì hay gì thì mẹ có con. Khó gì. Vậy thôi. Thì chị nói với em những cái tivi mà chị không biết mở thì em biết rồi nè. Ngu mức độ vậy thì thôi. Ngu. Quá ngu. Thank you.
nay gặp cái khách rồi. Thánh họ. Thánh nào? Thánh. Chồng biết nào? Chồng biết này. Đi học đi, phải đi học đi. Thì mưa sao lại họ.
Bới chứ không có mi nó xếp đâu, cái thằng tao xếp cái mi chứ bới. To bên già đéo rồi bới. Bố mẹ tao để em người đấy. Bới. Ừ, ô, nó vỡ rồi, nó vỡ rồi. Nó mới khác đi được chứ, chứ ngày nào cũng cứ quay người ăn mà đúng không? Ờ. Cứ xoay đi xoay lại. Một cái trái đây lên. Vâng. Ăn thử ăn coi. Ừ. Thử chi. Hôm nay mua mua nhất cái tháo đấy. Để nước kim chi. Anh chờ nó phải. Mua Mồm nó đớp đớp cái con nữa gì đưa vào là nó đớp thích chú đó thích chú đó. Mặt thì tìm hiệp đi nha, mặt to mặt anh oai rồi. Gà đi giá luôn, đẹp gái như sốt. Thích không? Nha. Gà giờ bút rồi ạ. Chờ chưa cho con gái. Nha.
bắt đĩa nữa đi, phí thời cô con ăn cứ đi quay ra đây này, đi không quay đấy, không phải quay nữa đâu. Ai bảo không quay lấy gì mà ăn giờ? Mặt chị Hương vào đây đẹp nhỉ? Không có được. Đó là chiếc mở 360 độ đấy. Nhưng mà nó đẹp chi mà chứ không đẹp luôn. Đẹp mà thế này nó quẹo nó mới thích ngay. Thì giờ nó mới trốn đi chứ, ngày trước nó đẹp nó mới ở giờ già rồi sống đi lại trốn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thi. Qua lớp 10 ngồi thi lớp 12 thi thì hôm kia lớp 10 thi thì qua lớp 10 ngồi thi 12 lại thi thì hôm nay lớp 12 ngồi 2 thi thì hôm nay bắt đầu lớp 10 thi.
Sớm đi. Em qua có em mua nhưng chả có rồi thôi. Có à? Vâng. Yeah.
ba đứa. Thì nó bà, thì nó có khó lắm. Yeah.
Về ngay. Về làm gì đâu đây phải. Làm đâu gì ớ. Thank you.
Chú mua được cái xe mới rồi. Thank you.
Ăn cơm mày liên quan đến ăn sáng không? Để bọn để bọn qua. Để bọn. Đi nó về ngửi mồm có mùi tôm, mùi gà, mùi mực gì không? Thì chẳng có mùi cua. Tháng vừa kia ta đi ăn bởi cháu là tháng mai bạn.